Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang diễn biến khó lường, mỗi ngày ghi nhận hơn hàng chục ca, có nhiều ca cộng đồng. Tuy nhiên, hiện các cơ sở cách ly tập trung F1 tại các địa phương rất ít và thậm chí gần quá tải. Do số lượng F1 nhiều và nếu như sắp tới số ca tiếp tục tăng lên thì sẽ không còn chỗ để tiếp nhận. Vì vậy, một số địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng việc cách ly F1 tại nhà theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Quận Liên Chiểu là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi xảy ra các ca mắc COVID-19 tại những khu vực này thì phát sinh rất nhiều ca F1. Trước đó, quận đã trưng dụng 5 cơ sở cách ly tập trung là ký túc xá của các trường đại học cao đẳng. Đến tháng 10 năm 2021, tình hình dịch ổn định, quận đã trả lại các cơ sở này. Hiện quận chỉ có một cơ sở cách ly tại ký túc xá phía Tây thành phố, gồm khu B và C với 240 phòng, có sức chứa khoảng 400 người. Đầu tháng 11 đến giờ, do phát sinh những cái ca F0 trong một khu công nghiệp, do đó cái lượng F1 phát sinh rất là nhiều. Đến nay thì trong 3 ngày vừa rồi, thì số lượng F1 vô trung bình một ngày thì khoảng 70 đến 80 ca. Đến bây giờ hiện tại trong khối B, nhà B, nhà C này là khoảng 341 trường hợp F1. Chưa kể các quận huyện khác cũng đang gặp khó khăn trong việc huy động các cơ sở cách ly tập trung. Đơn cử quận Sơn Trà đang là điểm nóng về dịch, số ca mắc và F1 tăng cao, các cơ sở cách ly đang trong tình trạng quá tải. Còn quận Hải Châu không có cơ sở cách ly, các ca F1 tại quận đều phải chuyển nhờ qua cơ sở cách ly tại quận Liên Chiểu. Trước thực trạng đó, riêng quận Liên Chiểu cho biết đã họp bàn với các phường về việc triển khai cách ly tại nhà theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua rà soát, địa phương này đảm bảo các tiêu chí để thực hiện. Thứ nhất là đối với những trường hợp F1 cách ly tại nhà phải tiêm mũi 1, thì cái tình hình mà tiêm chủng đối với quận Liên Chiểu đối với 1 đến nay là 99,8% rồi. Đấy. Ngay cả mũi 2 chúng tôi cũng đã tiêm là mức độ khoảng trên 50% rồi. Cái tiêu chí thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Thì đối với địa bàn quận Liên Chiểu là một số dân cư trú tại địa phương phải có nhà riêng, do đó vẫn đảm bảo cơ sở vật chất. Cái thứ ba nữa là việc xét nghiệm đối với F1 âm tính trước khi cách ly tại nhà, thì cái này y tế cơ sở cũng đã đến nhà của F1 cũng đã xét nghiệm được rồi. Cái thứ tư nữa là vấn đề ý thức người dân hiện tại thì người ta đã am hiểu được vấn đề 5K, rồi vấn đề tuân thủ cách ly tại nhà, và vấn đề thứ sáu, vấn đề thứ năm nữa là vấn đề là cái trang thiết bị mà để theo dõi cách ly tại nhà thì hầu hết người ta cũng đã sử dụng được cái điện thoại smartphone, qua đó có thể kết nối Zalo cho các cái ban chỉ đạo của phường cũng như là các cái tổ giám sát cũng thực hiện việc giám sát này. Tính đến ngày 10 tháng 11, Đà Nẵng có 18 cơ sở cách ly tập trung, đang cách ly hơn 1.130 trường hợp. Sắp tới khả năng các ca mắc lại tăng lên. Vì vậy, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, chuẩn bị kế hoạch cách ly F1 tại nhà là rất cần thiết, giảm áp lực quá tải và nguy cơ lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung. Hiện nay là chủ trương của Ủy ban cũng đã có các văn bản về các hướng dẫn, và trên một cái nền là chúng ta đang thực hiện là thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch. Cho nên các địa phương thì cũng phải chủ động và vận dụng hết tất cả các văn bản chủ trương của Ủy ban thành phố đã cho phép để chúng ta có thể tổ chức cách ly F1 một cách hiệu quả nhất và kiểm soát dịch tốt nhất. Thì cái này là giao văn bản hệ thống đã có rồi, thì đề nghị là các quận huyện các anh chị chủ động và linh hoạt trên cái tinh thần là chúng ta đảm bảo hiệu quả nhất. Thời gian qua, Đà Nẵng đã áp dụng thí điểm biện pháp cách ly tại nhà đối với F1 trên phạm vi toàn quận của Hà Sơn và huyện Hòa Vang. Cơ bản là thí điểm an toàn, thuận lợi. Tuy nhiên, để việc cách ly tại nhà đảm bảo hiệu quả lâu dài thì không phải dễ dàng, đòi hỏi ý thức của người dân. Vì vậy, các địa phương cần phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ những người này.